ánh sáng lung linh huyền ảo dịu dàng đón Tết. Đèn sợi quang hot nhất hiện nay với 3 tổ hợp màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương khác nhau phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Sợi quang cấu tạo đường kính 0,40m, an toàn và tiết kiệm năng lượng, không chứa các chất độc hại hay ô nhiễm ánh sáng. Chỉ cần lắp pin, mở công tắc là có thể tận hưởng không khí thật là linh động. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể dùng làm quà tặng Giáng sinh, trang trí ở phòng khách, bàn làm việc, tủ TV hay phòng ngủ. Chần chờ gì nữa mà Ca nhanh sắm cho mình siêu phẩm này. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi cực sốc.